Chào tất cả bà con. Mình đang làm một cái clip là diện tích là 2 hectare tại huyện Chư Bứ, Gia Lai. Đây, 2 hectare nhé. Đấy, có ao hồ, hồ nước này. Hiện tại bây giờ gia đình đang trồng bắp. À, bà con coi đất pha sỏi đỏ nhá. Đấy, đã trồng bắp rồi. Chỗ nào bắp là của mình hết á. Rất tốt. Trồng bắp rồi bà con. Đấy, nó quá đẹp luôn. Đấy, nhìn chưa. Đây trồng bắp nhá. Diện tích đất là 2 hectare. Này. Đất là pha sỏi đỏ nhé. Đấy. Quá đẹp nhé. Đấy, diện tích giá bao sổ 220 triệu 1 hectare. 220 triệu 1 hectare nhé. À. Đất quá đẹp. Một miếng đất rất ưng ý bà con. Có nước thoải mái, điện thì mình phải kéo nhé bà con. Điện này phải kéo cỡ tầm 200 mét mới xuống lên dậy. Cách đường cũng 200 mét luôn. Cách đường bê tông. Giá bán là 220 triệu 1 hectare nhé. À, bà con thấy đất tốt chưa? Đấy. Bắp trồng lên quá đẹp đó bà con. Đó. Đất tại huyện Chư Bứ, Gia Lai nhé. Cái khu bắp này là của mình hết nè. Đó. Diện tích là 220 bao sổ. Hai trăm hai một hecta bao sổ nhé. Đất quá đẹp nha bà con. Có hồ nước, nước tưới thoải mái luôn bà con ạ. Phù hợp với trồng vườn cây ăn trái này. Làm hoa màu, làm trang trại cũng được. Đấy, đất quá đẹp chưa. Có 220 triệu thôi, bao sổ. Đất quá rẻ. Đường đi thuận tiện nhé, xe ô tô đi vào tận nơi. Đó. Bà con coi đi. Đất quá đẹp chưa? Đường này. Đường đi vào thuận tiện nhé. Đấy, bao sổ 220 nhé. Đất quá đẹp. Mọi người nhớ ủng hộ kênh YouTube cho mình nhé. Đăng ký gọi điện thoại theo số điện thoại 0976660424. Đấy, trồng bắp toàn bộ của mình hết. Diện tích là 2 hectare, đất quá đẹp luôn. Khó thương lượng một ít thôi nha bà con. Đất giá quá rẻ rồi. Đấy, diện tích là 2 hectare. Đường thuận tiện.
bắp không của mình nhá. Rồi. Chất đất tốt chưa? Mới trồng đấy mà cái bắp nó lớn. Quá đẹp. Đất này mà trồng cây trái với làm trang trại thì ok luôn. Có thể quy mô mở rộng ra là 10 hecta luôn bà con. Có thể mình làm một cái trang trại hoặc là một cái việc gì đấy thì vườn cây ăn trái là mình mua thêm có thể 10 hecta. Nước điện thuận tiện, đường xã ok luôn. Cách đường bê tông giao thông nông thôn là 300 mét thôi. Có gì bà con nhớ ủng hộ nhé. Và đăng ký kênh YouTube cho mình. Đăng ký theo số điện thoại là 0976660424. Địa chỉ tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Đất thuộc vùng xã nha bà con. Và nhớ ủng hộ kênh mình nhé. Kênh đất rất thực tế. Chào bà con.